Rồi, xin chào tất cả anh em ha. Chào anh em buổi tối ngày 18 tháng 7 nha anh em. Rồi, hôm nay thì em lên cho anh em là tầm khoảng hai mấy ba chục lô anh em, và một số máy ba lô ha, ba lô đeo lưng anh em. Rồi thì anh em nào mua máy, anh em nào chốt máy thì gọi trực tiếp vào số điện thoại của em là 0946 626 585 nha anh em. Rồi, hôm nay em có lên cho anh em là mấy cây nòng to này ha. 311 nè, nòng 36 nè. Rồi Komatsu 305 nòng 38 ly. 305 3000 nha anh em, nòng 38 ly ha. Rồi Magu 23 sát lớn. 23 sát lớn. Rồi Echo 253 bình xăng trên, Tanaka nòng to. Rồi Tanaka 3400 nha anh em. Ryobi 2326 Echo, ở dưới có Sindiwa S S26 nha anh em. Ủa cây này bỏ ra hay vậy? Cây này cây số mấy nha ta? Số 7 nha. Rồi thì anh em nào chốt máy gọi trực tiếp vào số điện thoại của em ha. Thì hôm nay em link cho anh em là hai mấy ba chục lô nha anh em. Rồi máy bên em thì em sẽ giật hơi tốt và thử lửa cho anh em, đủ đồ nha anh em. Đầu bò chén kẹp thì bao đầy đủ ha, chứ không có bao nồng nha anh em, không có bao nồng ha. Giật hơi tốt thì em giao nha anh em. Hàng bên Nhật về sau thì em bán vậy ha. Rồi em vô cái đầu máy anh em. Cái này thì cái cần nó bị cong rồi anh em ơi. Cái cần nó bị cong rồi, cho nên cái này thì em bán cho anh em cái đầu máy ha. Con này thì bao đẹp luôn anh em ơi, như máy trong thùng vậy đó. Nó mới tinh. Hồi chiều này mưa nó lúng phúng ướt nha anh em. Rồi con máy này phải nói là cực kỳ mới luôn. Bô bọng luôn nè. Con này tum gời luôn anh em, đỏ ao luôn mà cái cần nó bị cong ổn quá. Con này thì nó xài cái chế ga ngang luôn nè. Chế ga ngang, chế trắng tinh luôn nha anh em. Rồi con này thì nó 22cc nha anh em, nòng 32 ly ha. 22cc nòng 32 ly. Rồi, con này đỏ ao anh em. Rồi em bán cho anh em cái đầu này 800 ngàn ha, 800 ngàn. Đầu này phải nói là như máy thùng luôn anh em ơi, cực kỳ đẹp luôn. Bao đẹp, bao mới. Rồi, 800 ngàn. Tiếp theo là con số 1. Con số 1 là con Echo 311 anh em. Con Echo 311 ha. Đây con này là nòng 36 ly anh em. Ốc đồ còn vàng thật luôn. Echo 311. Bình xăng dưới anh em. Rồi con số 1 này là 1,5 triệu anh em. Tay lái dài luôn. Đầu bò chén kẹp bao đủ anh em. Đầu bò chén kẹp bao đầy đủ ha. Nòng 36 ly Echo 311. Rồi lô số 2 là con Rubin nha anh em, Rubin bình xăng trên. Rubin bình xăng trên. Con này là NB31 nha anh em, nòng 36 ly luôn ha, bình xăng trên. Đây NB31. Con số 2 1,4 triệu anh em, cần của nó là cần xoay ha, cần xoay 360 độ. Đầu bò chắn kẹp bao đầy đủ nha anh em. Rubin NB31 con số 2 1,4 triệu nha anh em. Tum lớn, bố cùng lớn luôn. Đây NB31. Con này hơi phải nói là hơi là bực bực luôn nha anh em. Rồi con số 2 1,4 triệu nha anh em, 1,4 triệu. Con số 3 là con Komatsu 3000. Komatsu 3000 nha anh em, con nòng này nòng 38 ly ha. Thiếu nắp xăng thì em sẽ gắn vô cho anh em đầy đủ luôn. Rồi tay lái là tay lái dài nha anh em. Đầu bò chén kẹp thì bao đầy đủ luôn. Con số 3 nha anh em. Con số 3 là con cơm 3000. Con số 3 này là tay lái dài 1,5 triệu. Nòng 38 ly, cơm 3000. Con số 4 là con cơm Mitsu. Con này phải nói là cực kỳ mới luôn nè, mới tinh. Bô nè anh em thấy không? Bô trắng tinh luôn nha anh em. Rồi, con này là cơm Mitsu 2000 nha anh em. Con số 4 này 1 triệu ha. BC 2000, con này 1 triệu anh em, bao đẹp luôn. Bao đẹp bao mới nha anh em. Dây giật còn trắng tinh luôn. Rồi, con này con số 4 1 triệu. Tiếp theo là con số 5. Con số 5 là con Sindewa 2006 nha anh em. Nòng 34 ly ha. Con số 5 này. Giá
Con này là xin đây qua sót nha anh em. Xin đây qua sót nha, 2600 nồng 34 ly. Con số 5 này 1,5 triệu nha anh em. Ta lấy dài, đầu bò trắng kẹp thì bao đầy đủ luôn ha. Con số 5 1,5 triệu. Con này thì bao đẹp luôn. Đỏ ao. Rồi, con số 5 1,5 triệu. Tiếp theo là con số 6. Con số 6 là con Magu nha anh em. Đây con này là con sót anh em, chế của nó là chế hệ hai kim luôn ha. Con số 5 1,5 triệu. Tiếp theo là con số 6. Con số 6 là con Magu. Magu này là Magu 23 anh em. Con này thì bao mới luôn, bao đẹp. Con này sắc lớn anh em, sắc lớn. Rồi Magu 23 con số 6 này 1,4 triệu. Tay lấy dài. Tem mát rồi còn cực kỳ đẹp. Đầu bò trắng kẹp thì bao đầy đủ anh em. Rồi con số 6 này là 1,4 triệu anh em. 1,4 triệu ha. 1,4 triệu nha em. Con này là cực kỳ đẹp luôn. Dây giật còn trắng tinh luôn nha anh em. Hơi là bực bực luôn. Kéo hơi không muốn nổi luôn. Nồng là nồng trắng tinh nha anh em. Rồi, con số 6. 6 1,4 triệu. Con này con số 7 anh em. Con số 7 là con Gilby trái táo ha, Gilby trái táo màu bò đỏ. Con số 7 này một con này 1,5 triệu. Con này con Gilby trái táo anh em, con số 7 ha, 1,000 ha. Ta lấy dài, đầu bò trắng kẹp bao đầy đủ anh em. Rồi con số 8. Con số 8 này 550 ngàn, ta lấy dài luôn. Con Tanaka anh em, Tanaka ha. Con này 550 ngàn, con số 8. Tiếp theo là con số 9. Con số 9 là con Makita. Makita anh em. Con này 26cc nồng 34 ly. Con này 1,000 anh em, số 9 ha, 1,000. Đầu bò trắng kẹp thì bao đầy đủ luôn. Rồi con số 9 1,000 anh em. Makita 26cc nồng 34 ly. Nồng 34 anh em. Ủa số 9 hay số 10 đâu? Rồi tiếp theo là con số 11 anh em. Con số 11 là con Singu 2004. Con này nồng 33 ly anh em. Con này chế hệ quanh gồ hai kim luôn. Singu 2004 này nồng 33 ly. Con số 11 này 750 ngàn anh em. 750 ngàn. Đầu bò trắng kẹp thì bao đầy đủ luôn. Ta lấy dài nha anh em. Con số 11 750 ngàn. Con số 12 nha anh em. Con số 12 là con Tanaka. Con này là con Tanaka 328 nha anh em. Đây tâm lớn vô cùng lớn luôn. Con này là con Tanaka 321 anh em ơi. Tanaka 321 ha, tâm lớn bố cung lớn. Rồi số 12 1,5 triệu nha anh em. Số 12 1,5 triệu. Đầu bò trắng kẹp bao đầy đủ luôn ha, số 12. Rồi số 13 là con Mitsu anh em. Số 13 là con Mitsu TL26 chạy ga. Con này xài bình ga anh em. Con số 13 con này là Mitsu TL26. Con này chạy bình ga. Bô đồ còn trắng tinh luôn ha. Rồi con số 16 này là, ủa con số 13 này là 1,8 triệu anh em. 1,8 triệu ha, đầu bò trắng kẹp thì bao đầy đủ cho anh em luôn. Rồi con số 13 này 1,8 triệu anh em, con này xài bình ga ha. Bô đồ còn trắng tinh luôn nè. Bao đẹp bao mới. Rồi tay lái là tay lái dài, con số 13 1,8 triệu. Rồi tiếp theo là lô số 14. Lô số 14 là hai con Echo bình sân trên nha anh em. Echo 253 bình sân trên ha. Lô này thì bao đẹp luôn nè. Nước sơn là bóng hới luôn nha anh em. Rồi lô số 14. 2 cây 1,9 triệu nha anh em, 950 ngàn cây ha. Echo 251. Echo 253. Echo 253 nha anh em, bình sân trên. 2 cây 1,9 triệu, tay lái dài. Đầu bò trắng kẹp thì bao đầy đủ ha. Lô số 14. 2 cây 1,9 triệu. Cái gì?
Rồi số 15 thì bán rồi nha anh em, số 15 bán rồi có khách chốt rồi. Tiếp theo là lô số 16. Lô số 16 là con Shindewa đời mới ha. 3021 Taiga Bob Green. Còn con này là con Tanaka đời mới luôn. Rồi hai cây 1.8 anh em, 900.000 cây ha. Lô số 16. Hai con này là bao đẹp nha anh em. Đây lá dài luôn. Đầu bò trắng kẹp bao đầy đủ, cái lưỡi dao bao mới nha anh em. Lô số 16. Tanaka 1.8. 900.000 cây anh em, lô số 16 ha. Echo 253 bình xăng trên, 950.000 một cây. Mitsu TL 26 xài chạy bình ga anh em, 1.8 ha. 321 1.5, nồng to anh em, con này nồng 36 và 8 ly ha. Rồi con này là Singu Bell 2004 nồng 33 ly. Lô số 16. Rồi tiếp theo là lô số 17 anh em. Lô số 17 là con Echo 209 nè. Con này còn cực kỳ mới luôn anh em. Bao mới bao đẹp. Con này bình xăng nó bị bể thì em sẽ tặng cho anh em bình xăng mới anh em. Con số 17 này 800.000 ha, 800.000. Echo 209 bao đẹp luôn anh em. Tay lái dài. Đầu bò chắn kẹp thì bao đầy đủ luôn anh em. Lô số 17 800.000 ha, hơi lưỡng ngon lành. Lô số 18 em bán rồi luôn anh em, tại có khách đến nhà là lấy rồi. Cho nên em bán luôn rồi. Rồi lô số 19. Lô số 19 là Kiwis 242 anh em, nồng 34 ly. 231 nồng 32 ly. Lô này 19, lô này 18. 18 bán rồi. Lô 19. Lô 19 là hai cây 2 triệu anh em, hai con Echo Kiwis ha. Rồi hai cây 2 triệu. Tay lá dài. Ra là ra bóp gin luôn nha anh em. Đầu bò chén kẹp bao đầy đủ ha. Lô số 19, hai cây 2 triệu. Lô số 20 nha anh em. Lô số 20 là Ryobi. Lô này là Ryobi Genos nha anh em. Lô này thì 3 cây là 26 nha anh em, có 1 cây là 23 thôi ha. 3 cây 26, 1 cây 23. Rồi lô này 850.000 cây. 850.000 cây anh em, 4 cây 3.4 triệu ha, lô số 20. Tay lái là tay lái dài hết luôn. Đầu bò chén kẹp thì bao đầy đủ luôn nha anh em. Rồi lô số 20. 4 cây 3.4 triệu. Lô số 21 là lô Tanaka nha anh em. Lô này là Tanaka nồng to ha, Tanaka 3.000, 3.4 triệu nha anh em. Ê Tanaka 3.000, 3.4 triệu ha. Rồi 4 cây. 4 cây 5.6 triệu nha anh em. 1.4 triệu một cây ha. 4 cây 5.6 triệu. Tay lái là tay lái dài hết luôn. Rồi đầu bò chén kẹp thì bao đầy đủ nha anh em. Tay lái dài. Nồng to hết nha anh em. Chế là chế ra ngang ha. Rồi Tanaka. Lô số 21 nha anh em, 4 cây 5.6 triệu. Rồi lô số 22 bán rồi luôn nha anh em. Tiếp theo là lô số 23. Lô số 23 là Shindewa nha anh em. Shindewa 2002, 2004. Rồi lô này thì 4 cây 3.4 triệu anh em. 850.000 cây, 4 cây 3.4 triệu. Chế nó là xài chế ra ngang nha anh em. Chế ra ngang luôn ha. Chế ra ngang quanh bờ gồ. Chế hai kim luôn nè. Đây con này xài chế hai kim nè. Xài chế hai kim. Hai kim luôn nha anh em. Con này thì xài chế một kim ha. Rồi lô số 23. 4 cây 3.4 triệu. Tay lái thì là hai tay lái dài, hai tay lái tròn anh em. Lô số 23 850.000 cây, 4 cây 3.4 triệu. Đầu bò chén kẹp thì bao đầy đủ anh em, bao đầy đủ cho anh em luôn. Rồi còn đây là Tanaka ha, Tanaka 3.4 triệu. Nãy em quên quay mặt mặt trước của nó. Còn đây là Ryobi anh em. Ryobi Genos thì 3 cây là 26, 1 cây 23. Echo 231. Echo 242 231 anh em, 1 triệu cây ha. Rồi Echo 209 800.000 cây. Rồi tiếp theo là lô số 24 nha anh em. Lô số 24 là lô Magu. Magu 26cc nồng 34 ly, tum là tum gời hết nha anh em. Magu 26 tum gời hết luôn, 4 cây. Tay lái là tay lái dài. Đầu bò chén kẹp bao đầy đủ nha anh em, lưỡi dao không bao ha. Tại nhiều khi đóng hàng cái màn lính hay bị bỏ quên. Rồi lưỡi dao không bao.
tum là tum gời hết nha anh em. Rồi lô số 24 này là 4 cây 5 triệu 6, 1 triệu 4 1 cây nha anh em. 1 triệu 4 1 cây. 4 cây 5 triệu 6. Lô số 24. Lô số 25 là lô Echo anh em. Lô số 25 là lô Echo 200 nè. Lô số Echo 200 21 22 anh em. Lô này là 20 21 22 ha. Lô này thì 700.000 cây, 6 cây 4 triệu 2. Lô số 25. Tay lái dài là coi 1 2 3. 3 cái tay lái dài anh em, 3 tay lái tròn. 700.000 cây, 6 cây 4 triệu 2. Echo 21 anh em. 20 21 22 ha. Tem mát đầy đủ, đầu bò trắng kẹp bao đầy đủ luôn. Lô số 25 anh em, 700.000 cây, 6 cây 4 triệu 2. Lô số 26 là single anh em. Lô này là lô single ha. Single này là xài chế quanh gồ hai kim anh em, nòng 34 ly. Lô này bao đẹp anh em ơi. Lô này là gỡ ra là bao đẹp luôn nè. Rồi tay lái là tay lái dài hết luôn. Tay lái dài hết nha anh em. Đầu bò trắng kẹp bao đầy đủ. Lô số 26, 4 cây, 3 triệu 4, 850.000 cây ha. 850.000 cây single. Nòng 34 ly. Lô số 26. Rồi đây là Echo 21 22 nha anh em. Magu 26 tum GL tum gầy. Cái này là Echo 20 21 22. Singu 2006 nha anh em. Singu này là 2500 2006 nòng 34 ly ha. Nòng 34 ly 850.000 cây. Tiếp theo là lô số 27. Lô số 27 là lô Kawasaki anh em. Kawasaki ha, TG 18 20 nè. Còn TD 18 nha anh em. Còn màu xanh. TD 18 còn lại là TG 18 20 nha anh em. Lô này thì đặc biệt của nó là tum gời hết luôn ha. Tum gời hết luôn. Tay lái là tay lái dài nha anh em, tay lái dài. Đầu bò chén kẹp bao đầy đủ cho anh em luôn. Lô số 27 nha anh em, 550.000 cây, 6 cây 3 triệu 3. Lô này bao đẹp nha anh em, bao đẹp luôn. Tum là tum gời hết luôn ha. Rồi lô số 27 nha anh em, 6 cây 5 triệu 6 cây 3 triệu 3, 550.000 cây. 550.000 cây nha anh em. Đầu bò trắng kẹp bao đầy đủ ha. Đầu bò trắng kẹp bao đầy đủ. Lô số 28 là lô Magu anh em. Magu 23 tum gời. Magu 23 tum gời. Lô này thì 36 cây anh em. Tại lái dài hết luôn. Đầu bò trắng kẹp thì bao đầy đủ anh em. Lô số 28 này là 6 cây 6 triệu 6, 1 triệu 1 cây. 1 triệu 1 cây anh em, 6 cây 6 triệu 6. Magu 23 tum gời. Lô số 28. Magu 23 tum gời anh em. Còn đây là Kawasaki ha. 550.000 cây. Rồi tiếp theo là lô số 29 anh em. Lô số 29 là lô Mitsubishi TB. TB 22 23 lô này 1 triệu 1 50 cây. 3 cây là 3 triệu 4 50 nha anh em. Mitsubishi TB ha. Tay lái là tay lái dài nè, có một cái tay lái tròn. Đầu bò chén kẹp thì bao đầy đủ nha anh em. Lô số 29. 1 triệu 1 50 cây. 3 cây. Lô này là lô Gobin Buggy đứng anh em. Gobin Buggy đứng ha. Lô này thì 600.000 cây, 4 cây 2 triệu 4 anh em. Xài chế là chế ra ngang hết luôn ha, chế ra ngang. Chế ra ngang anh em, lô số 30. 4 cây 2 triệu 4, 600.000 cây, ta lấy dài. Đầu bò chén kẹp bao đủ anh em, thiếu đầu bò em gắn đầu bò vô ha. Rồi lô số 30 anh em. 2 triệu 4, 4 cây. Lô số 31 là Makita. Makita 23 26 anh em. 3 cây 2 triệu rưỡi ha. 3 cây 2 triệu rưỡi Makita 23 26. Makita 23 26 anh em, chỗ này nó hơi bị mẻ tí nha anh em. Rồi Makita 23 26. Rồi tay lái là tay lái dài hết nha anh em, tay lái dài hết luôn. Đầu bò chén kẹp thì bao đầy đủ nha anh em. Lô số 31 ha, 3 cây 2 triệu rưỡi. Makita 2 cây là 23, 1 cây 26 anh em. 2 cây 23, 1 cây 26 ha. Lô số 31, 3 cây 2 triệu rưỡi. Lô số 32 là Echo. Echo 240, 242 anh em. 240, 242 ha. 240, 242. Lô này thì đặc biệt của nó là tay lái
1 2 3 4. Rồi, bốn cái tay lái dài, một cái tay lái tròn anh em. Lô này bốn cái tay lái dài, một cái tay lái tròn. Echo 240 242 nòng 34 ly hết ha, nòng 34 ly hết. Đầu bò chén kẹp thì bao đầy đủ anh em. Lô số 32. Lô này 5 cây 4 triệu rưỡi anh em, 900 ngàn cây ha. Lô này thì ba con là xà chế hai kim anh em, có hai con là xà chế bê tông ga ha. Rồi lô này. Rồi lô này đặc biệt là trợ lực hết nha anh em, trợ lực hết luôn ha. Rồi lô này đặc biệt trợ lực hết nha anh em, nó thiếu cái mặt giật trợ lực thì em gắn vô cho anh em đầy đủ ha. Rồi lô này đặc biệt trợ lực hết luôn, 900 ngàn cây, 5 cây 4 triệu rưỡi. Lô số 33 là lô Austin. Lô 33 nha anh em, Austin 22 ha. Lô này thì 800 ngàn cây, 3 cây 2 triệu 4, tay lái dài luôn, tem mát đầy đủ, đầu bò chén kẹp bao đủ nha anh em. Austin 22 23 xà chế là chế ra ngang hết nha anh em. Rồi lô này thì 800 ngàn cây, 3 cây 2 triệu 4 ha. Lô số 33 nha anh em. Lô số 33. Rồi tiếp theo thì em sẽ tới phần máy ba lô nha anh em, máy ba lô ha. Rồi máy ba lô thì em sẽ bao cho anh em đầy đủ đầu bò chén kẹp với lại cần lắp dây đầy đủ nha anh em. Cần lắp dây đầy đủ ha. Rồi. Rồi ở dưới này thì cái máy ba lô thì em quay tới con nào thì anh em chốt con nào thì chụp hình màn hình lại giùm em ha. Ba lô thì lộn xộn hết nha anh em. Cho nên là em không có đánh số ha. Thì anh em chốt con nào thì chụp màn hình lại giùm em. Rồi giờ Echo này rồi mình đánh số tiếp theo hay sao? Số mấy vậy ta? 33. Rồi cái 34 33 nha, Echo 34 nè. Rồi con số 34 anh em, con này Echo Qgit nè, 262. 262 anh em, nòng 34 ly, con số 34 1 triệu 3, nòng 34 ly anh em, mặt giật trợ lực luôn ha. Rồi con số 34 1 triệu 3. Con này là con 26. Con này con 30. Rồi con 30 nha anh em. Con đó 35 chứ. 35. Con này 35 nha anh em, con số 35 ha, 1 triệu rưỡi anh em. Con này là con Magu 3030 nha anh em. Con này thì là nòng 37 ly ha. Có đề luôn, con này có đề luôn. Nòng 37 ly. Cần lắp dây đầy đủ nha anh em. Rồi con 36. Con 36 là 900 ngàn nha anh em. Con này là con Genos Komatsu đời mới. Cái nó cơm bánh xù thì mới, con này bể áo rồi. Cái này thì để em kiếm cái áo em tặng vô cho anh em ha. Rồi con này nòng 34 ly anh em. Mặt giật là trợ lực lò xo ống ha. Nòng 34 ly, con số 36 900 ngàn. 37 700. 37 là con cắt gỗ. Rồi con 37 này là con cắt gỗ anh em. Con này cũng còn bao đẹp bao mới nè. Lao nước sơn nghe đóng bụi anh em, cái này đóng bụi ha. Rồi con này thì nó có cái lưỡi cắt gỗ nè, đây cái lưỡi cắt gỗ nằm đây. Rồi nguyên con này là nó 700 ngàn anh em, số 37 ha. Số 37 700 ngàn. Tiếp theo là số 38 là con Genos Komatsu anh em. Con này thì bao đẹp luôn nè, đóng bụi anh em. Con này là con này có đề anh em ơi. 26. Con này 26 anh em, Komatsu 26 nè, con này bao đẹp luôn. Rồi số 38 này 1 triệu 1 nha anh em. Con này 1 triệu 1 ha. 26cc nòng 34 ly nè. Rồi con này có đề 1 triệu 1. 39 nè. 39 triệu. Con 39 này là con Magu nha anh em. Magu 23 ha. Con này 1 triệu anh em. Con này bao mới luôn nè. Bô bọng đồ trắng tinh. Mặt giật là mặt giật trợ lực anh em. Mặt giật trợ lực luôn. Rồi tôm gầy. Con này là con TG25. Rồi tiếp theo là con số 40 anh em, con này là con Kawasaki ha. Kawasaki anh em, TG25 nè. Con này không có khung. Rồi TG25 anh em, con số 40, 900 ngàn anh em, 900 ngàn ha. Con số 41 là con này TG
TG20 nha anh em. Con này TG20, tum là tum gầy luôn. Số 41 500 ngàn. Con này là có đề anh em, con này có đề ha. TG20 có đề. Con 42 này bán cái đầu đi. Con 42 là con này con Nativo anh em, con này có cái đầu không ha? 700. Con này 700 ngàn. 700 ngàn anh em, con này 26cc đồng 3 tấn ly. Không có lắp rồi. Giờ bán cái đầu không bán em bớt lại 150 ngàn đi. Chịu sáu năm thôi, cái đầu không chịu bảy. Chịu bảy mới ra. Rồi tiếp theo là con số 43 anh em. Con 43 này thì là con Mitsu ha. Mitsu này Mitsu 26 anh em. 26 261 vậy đây nè. Rồi con này thì Mitsu anh em, cái đầu này 1.6 anh em. 1.6 ha. Mitsu 261 26 vậy nè. Rồi cái đầu không anh em, này không có láp ha. Này không có láp, bán cho anh em cái đầu không. Số 43 1.6. Rồi số 44 là con Echo 253 anh em. Echo 253 có đề ha. Con này phải nói bao đẹp luôn. Tùm đít từ bóng hới. Có đề anh em. Mặt giật cửa dây giật thì trắng tinh nè. Hơi thì bực bực luôn. Rồi con số 44 này 700 ngàn. Số 45 là bao đẹp anh em. 45 bao đẹp nè, Genos 305. Con này 1.5 triệu anh em, nòng 38 ly ha. Bao đẹp mặt giật trợ lực nè, bao mới luôn. Rồi số 45, 1.5 triệu. Số 46 là con Echo 35 anh em. Con này 1.6 triệu ha. Con này bán 1.5 triệu luôn, thư ký em báo 1.5 triệu luôn nha anh em. Echo 35, con này số 46 1.5 triệu. Rồi, lô số 47. 47 là con cơm Mitsu, con này bao đẹp anh em ơi. Áo rồi nè. Áo rồi bóng hới luôn. Rồi, con số 47 anh em 1.1 triệu ha. Cơm Mitsu 26 bình sân trên, chế sân phao anh em. Áo rồi bao mới luôn. Số 47 1.1 triệu. 48 là con Tanaka 328, con này 1.2 triệu anh em, số 48. Tanaka 328, tum lớn bố cung lớn luôn. Con này thì cũng còn mới luôn anh em, đóng bụi thôi ha. Số 48 1.2 triệu. Tum lớn bố cung lớn. Con này là con số 49 là 1 triệu anh em. Con này Tanaka ha. Tanaka này Tanaka 270, nòng 35 ly anh em. Mặt in da băng luôn nè. Rồi con số 49 1 triệu. Con này là con số 50 nha anh em. Con này là con Gobin ha, Gobin 4 thì nha anh em. Con này Gobin 4 thì. Thì con này thì cũng còn mới anh em, đóng bụi thôi ha. Em lau ra là bao mới. Con này thì thường bán giá 1.2 triệu anh em. Cái áo nó bị mẻ lỗ nè. Em sẽ bớt cho anh em 200 ngàn. Con số 50 1 triệu. Con số 50 1 triệu anh em. Rồi mẻ lỗ áo thì em không bù ha, mà em bớt tiền anh em. Con này 1 triệu. 4 thì, Gobin 4 thì. Rồi con số 51 là con cơm Mitsu. Cơm Mitsu cánh bướm anh em, mặt giật trợ lực. Con số 5 này là 51 này là 1.4 triệu anh em, mặt giật trợ lực, chế là chế ra ngang. Quanh gồ. Tum là tum gời luôn anh em, tum gời luôn ha. Rồi số 51 1.4 triệu. 52 là G2KC anh em. G2KG chế là chế ra ngang nè. Số 52 600 ngàn. Tum là tum gời nha anh em, tum gời luôn. Máy thì bao đẹp. Bóng hới. Rồi, số 52 600 ngàn. 52. Rồi, 53 nằm đầu. 53 là con cơm Mitsu đề nha anh em. Con bên đó là 1.1 triệu. Con này chế hay kim. Con số 53 nha anh em. Con này thì có đề luôn ha. Mặt giật chế hay kim nghe anh em, có đề ha, chế quanh gồ hay kim, đây đổi tự động luôn. Rồi con này số 53 là nó 1.2 triệu anh em. 1.2 triệu, tum gời bố cung nhỏ. Rồi số 54 là Echo 341 343 nghe anh em.